Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin bóng đá ngày mùng 3 tháng 11 trên kênh Nhật báo 24 giờ. Quý vị thân mến, để giữ lời hứa với huấn luyện viên Park hang câu lạc bộ Hà Nội đã phải chi tới 4.000 euro để SC Heerenveen nhả Đoàn Văn Hậu về dự SEA Games. Liên quan đến đội hình thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 30, để Đoàn Văn Hậu được về nước thi đấu, câu lạc bộ Hà Nội đã phải bỏ ra số tiền lên tới 40.000 euro, gần 45.000 đô la. Giám đốc điều hành đội bóng Nguyễn Quốc Tuấn xác nhận, Đúng là có việc nhà đương kim vô địch Felix phải bỏ tiền để văn hậu về phục vụ U22 Việt Nam. Ông Tuấn giải thích, do SEA Games diễn ra trong khoảng thời gian không phải FIFA Days nên các câu lạc bộ không có nghĩa vụ phải trả quân cho đội tuyển. Ông Tuấn thông tin với Dinh, phía Hiraven không có trách nhiệm phải nhà quân nhưng họ vẫn tạo điều kiện để văn hậu về nước. Điều kiện đặt ra là họ sẽ không trả lương cho văn hậu trong một tháng vắng mặt đó. Khoản này câu lạc bộ Hà Nội sẽ chi trả. Ngày 10 tháng 11, Đào Văn Hậu sẽ bay từ Việt Nam để hội quân cùng đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho hai trận đấu với UAE vào ngày 14 tháng 11 và Thái Lan ngày 19 tháng 11. Ở vòng loại World Cup 2022, do giải đấu này thuộc hệ thống của FIFA, Hiraven bắt buộc nhà người, nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phải chi trả tiền di chuyển. Vị giám đốc điều hành này nói thêm, lương của Văn Hậu hiện nay ở mức thấp nhất dành cho một cầu thủ ngoài châu Âu. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm giữ quyền lợi cho cầu thủ theo yêu cầu từ phía Hiraven. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ chuyển tiền lương và thuế của Văn Hậu cho phía bạn. Đoàn Văn Hậu gia nhập Heroven đầu tháng 8 năm 2019. Huấn luyện viên Park Seo cho biết sức mạnh của U22 Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều, gặp trở ngại trong nhiệm vụ săn huy chương vàng SEA Games nếu thiếu hậu vệ trái người Thái Bình. Do vậy, ông đề nghị Hà Nội đưa vào điều khoản buộc Heroven phải để đoàn Văn Hậu về đá giải SEA Games cuối năm nay khi ký hợp đồng cho mượn. Trước áp lực từ nhà cầm quân người Hàn Quốc, Ông bầu Đỗ Quang Hiển chấp nhận chi tiền cho đội bóng của Hà Lan để có được điều khoản trên. Hiện Văn Hậu được nhận lương 450.000 euro mỗi năm trước thuế. Công dân hoặc người lao động tại Hà Lan có thu nhập trên 68.507 euro mỗi năm đều chịu 51,75% thuế. Quang Hải duy mạnh hội quan tuyển Việt Nam, thầy Park vui ra mặt. Buổi tập của tuyển Việt Nam đầy ắp tiếng cười khi quân số đã gần như đầy đủ với sự góp mặt của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Chiều ngày 2 tháng 11, tuyển Việt Nam trở lại tập luyện sau một ngày nghỉ ngơi. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo đón chào các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Ông thầy người Hàn Quốc rất vui bắt tay với Hùng Dũng, Quang Hải. Sự có mặt của các cầu thủ Hà Nội giúp không khí buổi tập trở nên rất hào hứng, phấn khởi. Đây cũng là buổi tập đầu tiên quân số của tuyển Việt Nam có hơn 20 cầu thủ. Hiện tại chỉ còn Văn Hậu và Công Phượng chưa hội quân. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất vui khi trò chuyện với các học trò nhưng ông thầy người Hàn Quốc cũng yêu cầu tất cả phải thể hiện sự tập trung cao nhất. Quế Ngọc Hải và các đồng đội bước vào tập luyện để hứng khởi. Từ Việt Nam có gần 2 tuần nữa chuẩn bị cho trận gặp UAE, sau đó là Thái Lan. Thương binh Phan Văn Đức cũng xuất hiện ở buổi tập của tuyển Việt Nam. Thầy Park trao đổi với tiền đạo kỳ cựu Anh Đức. Ông thầy người Hàn Quốc và các học trò có nhiều việc phải làm. Tùy Việt Nam tự tin đối đầu với UAE và Thái Lan, cạnh tranh ngôi đầu bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Báo Thái soi kỹ chuyển động của tuyển Việt Nam trước trận quyết đấu. Cũng giống như báo chí Việt Nam với đội tuyển Thái Lan, báo chí Thái đặc biệt soi rất kỹ chuyển động của đội bóng trong tay huấn luyện viên Park Seo trước trận tái đấu giữa hai đội ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 19 tháng 11. Trước khi đá với đội tuyển Việt Nam vào ngày 19 tháng 11, Thái Lan sẽ đụng độ Malaysia trên sân đối phương vào ngày 14 tháng 11. Tuy nhiên, báo chí đất chùa vàng hầu như chẳng hề đề cập đến đội bóng xứ Mã mà họ liên tục khai thác thông tin về đội tuyển Việt Nam. Điều này chứng tỏ Thái Lan quan tâm đến đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo hơn hẳn mọi đối thủ khác. Đồng thời, người hâm mộ bóng đá Thái Lan cũng mong đội nhà thắng đội tuyển Việt Nam hơn bất kỳ đối thủ nào. Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport liên tục thông tin chuyện công phượng sẽ về nước đá V-League từ mùa tới ra sao. Chuyện đội tuyển Việt Nam công bố đội hình 27 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan như thế nào về những chuyển động mới nhất của đội tuyển việt nam cn sport viết đội tuyển việt nam chờ đợi các cầu thủ của nhà tân vô địch v league là câu lạc bộ hà nội đội này có các tuyển thủ quốc gia gồm duy mạnh trần văn kiên nguyễn thành trung phạm đức huy đỗ hùng dũng nguyễn quang hải ngoài ra đội tuyển việt nam còn có hai cầu thủ đang thi đấu tại châu âu là cầu thủ tấn công nguyễn công phượng đang thi đấu cho sinchudens ở bỉ và hậu vệ trái đoàn văn hậu đang đá cho hiroven tại hà lan cn sport viết thêm Ngoài ra báo chí Thái Lan cũng gây chú ý cho độc giả tại Thái Lan xung quanh chuyện Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội thất vọng vì không được triệu tập vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Siam Sport còn thông tin thêm rằng Văn Quyết chính là cầu thủ hay nhất của V-League 2018 để gây chú ý hơn cho độc giả Thái Lan. Những thông tin kể trên chứng tỏ giới bóng đá và giới truyền thông Thái Lan theo khá sát với chuyển động của đội tuyển Việt Nam, hiểu rõ đâu là những cầu thủ quan trọng và được hâm mộ ở nước ta. Huấn luyện viên Nishino nịnh cầu thủ Thái Lan trước trận quyết đấu với đội tuyển Việt Nam. Trước trận quyết đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, huấn luyện viên Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan chơi đòn tâm lý với các học trò khi không tiếc lời khen các tuyển thủ Thái Lan, tin rằng họ có năng lực cao, đủ sức chơi bóng ở các nền bóng đá hàng đầu châu Á. Phát biểu trước báo giới Thái Lan, huấn luyện viên Akira Nishino khen các tuyển thủ bóng đá xứ chùa vàng. Thái Lan đang có nhiều ngôi sao thi đấu tại các giải nhà nghề Nhật Bản J-League đó là Jonathan Songkrasin, Thitifan Pyeongchan cũng như Theraton Bumathan. Huấn luyện viên Akira Nishino nói thêm, Theo tôi, hầu hết các cầu thủ của đội tuyển Thái Lan đều đủ khả năng thi đấu ở Nhật Bản. Tin rằng trong tương lai thì cầu thủ Thái Lan sẽ có thêm nhiều người thi đấu tại J-League. Đây được xem là đòn tâm lý mà vị hối luyện viên người Nhật Bản dành cho các học trò trước hai trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup gặp Malaysia vào ngày 14 tháng 11 và đặc biệt là gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 19 tháng 11 và huấn luyện viên Akira Nishino là người rất thích chơi đòn tâm lý. Với đối thủ, ông Nishino sẵn sàng khiêu khích như cách này không lâu, ông khiêu khích trung vệ Bùi Tiến Dũng của đội tuyển Việt Nam. Còn với các học trò dưới chướng mình, ông Nishino biết cách nịnh họ để khích lệ tinh thần họ khi cần. Vị huấn luyện viên người Nhật Bản nói thêm, Tôi không ngạc nhiên khi tin tức về giải J-League luôn được các cầu thủ Thái Lan quan tâm. Tôi không rõ trong số các tuyển thủ Thái Lan hiện tại ai phù hợp nhất để chơi ở Nhật Bản, nhưng họ rồi sẽ thi đấu tại Nhật. Hiện tại tài năng trẻ của Ekanit Vanya đang được rất nhiều các đội bóng của Nhật quan tâm và khả năng ngôi sao trẻ này sẽ gia nhập J-League từ mùa giải sang năm. Huấn luyện viên Nishino giữ nguyên bộ tứ ngôi sao khi tái đấu đội tuyển Việt Nam. Trải qua 3 trận đấu, huấn luyện viên Nishino đã sử dụng rất nhiều đội hình khác nhau thay vì chỉ trông chờ vào 4 cầu thủ trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài. Ở trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam, liệu bộ tứ này sẽ tiếp tục được tin dùng? Trước khi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh, ngay khi nhậm chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Akira Nishino đã tuyên bố bộ khung của bầy voi chiến mà ông xây dựng sẽ dựa trên bốn cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài, mà đáng chú ý nhất là ba cầu thủ thi đấu tại Nhật Bản, quê hương của chính ông. Tuy nhiên, đến khi nhập cuộc thật sự, cho thấy huấn luyện viên Nishino là người rất linh động trong việc chọn lựa đội hình ra sân. Ở trận gia quân, thuyền trưởng người Nhật Bản đã gây sốc khi loại thủ thành Kawin Thamsatchanan là thủ môn kỳ cựu của đội tuyển Thái Lan đang thi đấu tại Bỉ bằng thủ môn Siwarak Tesjungnan. Thay đổi thủ môn là một trong những điều tối kỵ ở các giải đấu lớn, nhưng ông Nishino đã cho thấy tính hợp lý của mình khi Siwarak không những chấn giữ khung thành hiệu quả tại trận gặp đội tuyển Việt Nam mà cả ở hai trận gặp Indonesia và UAE sau đó. Rất có thể, Kawan vẫn tiếp tục phải ngồi trên ghế dự bị ở các trận đấu tới khi Siwarak vẫn cho thấy sự ổn định trong khung thành. Còn về ba cầu thủ trụ cột đang thi đấu tại J-League là Titifan Pungchan, Chanathip Songkrasin, Thiraton Mumatan. Khi những cầu thủ này bị chấn thương không thể ra sân, người ta lại thấy nhãn qua nhìn người của huấn luyện viên Nishino như thế nào khi ông gọi trở lại tiền đạo Terashin Dangda và lấp đầy chỗ trống ở hàng tiền vệ khi thiếu Chanathip Songkrasin cũng như Titifan Pungchan bằng tiền vệ trẻ Ikanit Pania. Cả Terashin Dangda và Ekanit Pania đều đã ghi bàn để mang về chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-1 trước đội tuyển UAE. Sự có mặt của hai cầu thủ này khiến người hâm mộ nhanh chóng quên đi nỗi nhớ cho Songkrasin lẫn Titifan ở tuyến giữa. Thậm chí những nhân tố mới đã làm cho tuyến giữa và hàng công của đội tuyển Thái Lan trở nên mạnh hơn. Nhưng câu hỏi đặt ra là, với sự xuất sắc của những nhân tố mới, liệu ở trận gặp đội tuyển Malaysia và tái đấu với đội tuyển Việt Nam, Titipan Phuong Chan và Ternatip Songkrasin liệu có trở lại trong đội hình chính? Báo chí xứ sở chùa vàng tiết lộ, ông Nishino muốn cắt cho Natip Titipan trên băng ghế dự bị ở trận gặp đội tuyển Malaysia và giúp họ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất để trở lại tài đấu trong trận chiến sinh tử với đội tuyển Việt Nam vào ngày 19 tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến quyết định không sử dụng Chonathip và Titipan trong trận gặp Malaysia là huấn luyện viên Nishino lo ngại lối đá thiên về thể lực, không ngại va chạm của Hồ Mã Lai sẽ khiến cho hai trụ cột đội tuyển Thái Lan tái phát chấn thương. Mặc dù Terashin Dangda hay Ikanit Paya tỏa sáng tại trận gặp đội tuyển UAE, nhưng khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam vốn mạnh về phòng ngự, làm chủ tốt ở tuyến giữa, huấn luyện viên Nishino vẫn cần sự góp mặt của những tuyển thủ đang thi đấu tại Nhật Bản hơn. Ở trận gia quân gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, mặc dù không được ghi được bàn thắng, nhưng bộ khung trụ cột thi đấu tại Nhật Bản của ông Nishino cũng đã phong tỏa và gần như khóa chặt các phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam nếu Subachok hay các chân sút khác của tuyển Thái Lan rất điểm tốt hơn. Ở trận đấu đấy, Bay voi chiến rất có thể đã giành được 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh Chanathip và Thitipan trở lại sau chấn thương, trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có sự phục vụ của hậu vệ Thiraton Mumathan, người không thể ra sân trong trận đấu với Malaysia vào ngày 14 tháng 11 do bị treo giò. Nhưng Thiraton Mumathan vẫn sẽ sang Kuala Lumpur để tập luyện cùng các đồng đội, nhằm giúp anh đạt trạng thái tinh thần và thể lực tốt nhất đại chiến với đội tuyển Việt Nam. Theo truyền thông xứ sở chùa vàng, huấn luyện viên Nishino đang muốn dốc toàn lực để phục hận cường địch Việt Nam dù phải thi đấu tại chảo lửa Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 11 sắp tới.